Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video nó rất là quan trọng dành cho các anh chị mà các bạn đang giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Thì có một cái câu hỏi rất là hay như thế này là để trở thành một trader, kiếm được tiền dễ hay khó? Thì thực ra để có thể kiếm được tiền thì nó dễ chứ không có khó các bạn. Nhưng mà để duy trì cái việc các bạn kiếm được tiền kỷ luật trong một cái thời gian dài thì đúng là một cái việc làm rất là khó. Thì những anh chị nào mà các bạn đã từng trải qua cái việc này thì tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ thấm những cái câu nói mà tôi chia sẻ với các bạn, hoặc là cái câu hỏi mà tôi đang đặt ra cho các bạn ở đây. Tôi biết có rất nhiều anh chị các bạn đã vào trong thị trường crypto, vào trong cái lĩnh vực trading, các bạn đã kiếm được tiền, cũng kiếm được trong một cái thời gian khá dài, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nhưng mà chỉ cần một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, các bạn không kỷ luật, không kiểm soát được chính bản thân các bạn thì gần như cái số tiền các anh chị kiếm được nó sẽ bay đi trong một cái phút chốc. Thành quả các anh chị đã tạo dựng được sau 6 tháng, 1 năm nó cũng rơi rụng, nó cũng mất hết toàn bộ cái số lợi nhuận kiếm được và mất đi toàn bộ cái số vốn các bạn đang có. Cá nhân tôi đi với thị trường đầu tư tài chính này nhiều năm, trong cái lĩnh vực trading nhiều năm, thì tôi chứng kiến rất nhiều cái câu chuyện, rất nhiều anh chị các bạn rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Và các bạn thấy ở đây là một cái huyền thoại về trading, Jesse Livermore đúng không? Thì các bạn thấy cuối đời ông cũng gặp một cái biến cố, là một cái thất bại lớn. Thế nên các bạn biết là để có thể duy trì được cái việc này không hề đơn giản đâu các anh chị. Và đòi hỏi là các anh chị cần phải có một cái sự nhận biết, một cái chiều sâu nhất định để các bạn có thể nhìn ra, học được từ những bài học. Bất kỳ một trader huyền thoại nào, bất kỳ một nhà đầu tư huyền thoại nào, họ cũng có được những cái sai lầm trong quá khứ. Và các bạn có thể học được từ những sai lầm đó của họ để các bạn tránh đi, né tránh trong tương lai để các anh chị không gặp phải. Trong thị trường đầu tư tài chính này, đặc biệt trong lĩnh vực trading á, tôi chỉ nói các bạn là không có cái câu chuyện mà các bạn hoàn toàn đúng đâu. Trong thị trường này chúng ta phải chấp nhận với cái việc là thị trường nó luôn có những cái biến số và sẽ luôn có những cái mà kịch bản nó hoàn toàn nằm ngoài cái dự phóng của các bạn. Và cái người tồn tại được khi và chỉ khi họ có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Họ chấp nhận sai, họ chấp nhận cắt lỗ, họ luôn có những cái phương án dự phòng cho bất kỳ trường hợp nào. Cá nhân tôi đã đi với cái thị trường này nhiều năm thì tôi chỉ nói các bạn cứ để ý kỹ đi. Rất nhiều những cái người KOL, rất nhiều những cái bạn phân tích kỹ thuật. Các bạn phân tích là giá chắc chắn cứ đi lên và các bạn cứ đánh theo một chiều đó. Thì tôi thấy chỉ trong một cái thời gian thôi là gần như toàn bộ những anh chị như vậy là họ không còn phân tích nữa. Còn những anh chị mà họ hiểu được rằng là mọi thứ nó đều là xác suất và khi họ phân tích cái phương án đi lên thì họ luôn dự phòng cho cái trường hợp thị trường nó rơi và họ sẽ chấp nhận là sai, cắt lỗ trong trường hợp như thế nào. Khi những anh chị đó họ có những cái phương án dự phòng như vậy thì họ sẽ sống tốt. Cái việc các anh chị có thể thấy là trong thị trường này cái việc mà sâu lợi nhuận, sâu một vài cái lệnh thắng nó không có ý nghĩa. Chỉ những anh chị nào mà đã đi lâu trong thị trường rồi, các bạn đã trading một cái thời gian dài nhất định rồi, thì tôi nghĩ các anh chị sẽ hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ. Còn các bạn thấy số đông là họ sẽ hay nói những cái câu nói như thế này là chia sẻ như vậy thì ngon, cứ sâu lệnh đi, sâu lệnh xem nào, thắng bao nhiêu, rồi phân tích xem sắp tới giá nó đi như thế nào. Thì thực ra khi mà các bạn đã giao dịch đủ lâu thì các bạn sẽ thấy, ví dụ như bản thân tôi cũng vậy, cái tỷ lệ lệnh thắng nó dưới 50%. Nhưng mà cái lợi nhuận thì tôi kiếm được. Thì cái câu hỏi đặt ra như là tại sao có thể như vậy? Thì chỉ khi các bạn chấp nhận mình sai, các bạn chấp nhận mình cắt lỗ, chấp nhận khi sai mình thoát ra khỏi vị thế, thì lúc đó các bạn sẽ có thể là tồn tại được và các bạn sẽ kiếm được tiền. Còn câu chuyện mà các anh chị cứ cố chấp, khăng khăng theo một cái dự phóng của các bạn thì câu chuyện là các bạn cứ sẽ mãi mất tiền trong thị trường này và các bạn không kiếm được tiền. Tôi dám khẳng định cái điều đó luôn. Những anh chị nào mà các bạn không chấp nhận mình sai, không chấp nhận cắt lỗ, không chấp nhận thị trường luôn đúng, thì
thì các bạn sẽ cứ mãi kiếm được tiền xong rồi cứ mất sạch, kiếm được tiền xong rồi mất sạch. Và các bạn lại kết luận là trading nó khó quá. Rồi nhiều anh chị còn có thể nói rằng là trading không thể kiếm được tiền. Nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ các anh chị điều này nè. Thực ra để có thể trở thành một trader, để có thể kiếm được tiền từ trong thị trường này, thì đòi hỏi các bạn cần phải thực sự nghiêm túc với cái công việc này. Các bạn cần phải xem cái công việc trading là một cái công việc mà các bạn phải dành nhiều năm để học tập, nhiều năm để đào sâu và nhiều năm để hoàn thiện bản thân các bạn. Còn nếu như các anh chị với cái tư duy ngắn hạn vào ăn xổi, vào kiếm tiền ngay, thì cho dù các bạn học bao nhiêu cái khóa học, cho dù các bạn gặp một cái người thầy giỏi cỡ nào đi chăng nữa, thì các bạn vẫn cứ mất tiền. Tôi dám khẳng định luôn đó. Thế nên quay trở lại cái câu chuyện là để trở thành một trader kiếm được tiền dễ hay khó, thì tôi trả lời các bạn là cực kỳ khó. 100 người tìm đến với trading thì chỉ có khoảng tầm 3 đến 5 bạn có tố chất, có những cái khả năng đặc biệt và họ cực kỳ kỷ luật, họ cực kỳ là đào sâu, có cái chiều sâu và họ có cái khả năng học tập rất là tốt. Còn những anh chị mà các bạn nóng tính, các bạn hời hợt, các bạn cứ mong muốn đi tìm một cái chánh thánh nào đó, thì câu chuyện các bạn cứ trượt dài trên cái thất bại. Cá nhân tôi đã làm việc với rất nhiều anh chị thì tôi nhận thấy được rằng là cái việc mà trading các anh chị kiếm được tiền rất là khó. Nhưng để mà đầu tư, để hướng dẫn một cái anh chị mà đầu tư trong thị trường này kiếm được tiền thì cái việc đó nó là dễ. Ví dụ như tôi đã từng cố vấn cho rất nhiều anh chị đầu tư vào trong cái thị trường crypto này, thì cái việc những anh chị đó họ có tài chính họ vững nữa, tài chính vững cộng với họ là những cái người chủ doanh nghiệp, họ có cái tư duy về làm chủ, có tư duy về đầu tư, thì họ sẽ tham gia vào thị trường này nó rất là dễ dàng. Bởi vì họ xác định là dài hơi, họ xác định thị trường này cần đầu tư theo chu kỳ. Và đặc biệt khi mà họ hiểu được về chu kỳ thị trường, hiểu được cái vùng mua vùng bán, mua và nắm giữ những cái tài sản có giá trị như Bitcoin, Ether, thì cái câu chuyện họ thắng rất là dễ. Cá nhân tôi cố vấn cho rất nhiều anh chị như vậy, thì tôi thấy là cái việc mà để cố vấn cho một anh chị, để tư vấn cho một anh chị để có kết quả tốt trong thị trường crypto thì nó dễ. Nhưng với điều kiện là các bạn cần phải xác định đầu tư 3 năm, 5 năm. Cái vốn các bạn đầu tư phải là vốn nhàn rỗi thật sự. Vốn đó các bạn xác định là nếu như mà có rủi ro thì cũng không sao cả. Thì những người đó khả năng chiến thắng họ rất là cao. Tôi đã tư vấn, đã cố vấn cho rất nhiều anh chị như vậy. Còn cái câu chuyện mà tôi thấy đám đông á, khi mà các anh chị tìm đến với trading thì gần như là cái tư duy là ngắn hạn, tư duy ăn xổi, tư duy mong muốn làm giàu nhanh, tư duy kiếm tiền nhanh. Và khi các anh chị với những cái tư duy làm giàu nhanh, kiếm tiền nhanh cộng với cái việc các bạn thiếu kiến thức thì các bạn sẽ lao vào những cái con sóng ngắn hạn. Mà các bạn biết những cái con sóng ngắn hạn thì nó thường không ổn định. Nhưng nếu như các anh chị để ý kỹ, nếu mà quan sát theo chu kỳ thị trường thì các bạn thấy là nguyên cả một cái giai đoạn sóng hồi của cái năm 2022, 2023 này, các bạn chỉ cần một cái vùng mua thôi, đúng không? Mua một cái vùng mua và lên đây bây giờ các bạn bán ra các bạn cũng có lời. Nhưng ít người làm được, bởi vì là họ muốn làm giàu nhanh, họ muốn tối ưu cái số vốn của họ có và họ mua bán rất nhiều trên những cái nhịp và đặc biệt không có kiến thức nữa. Nên là các bạn cứ mất tiền. Thì cái video ngày hôm nay tôi sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi là để trở thành một trader kiếm được tiền dễ hay khó. Thì nhiều người sẽ nói rằng rất là dễ. Thực ra dễ khi và chỉ khi các bạn đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, các bạn học được rất nhiều những cái bài học rồi thì các anh chị có thể nói như vậy. Ví dụ như cá nhân tôi, để bây giờ nói mà có thể kiếm được tiền từ trading dễ không, thì tôi nói là nó dễ. Bởi vì tôi đã trải qua rất nhiều thất bại rồi, và tôi biết cái cách kiếm được tiền trong thị trường này như thế nào. Thế nên nhưng mà câu chuyện để hướng dẫn cho một cái người mới thì không hề đơn giản. Và đặc biệt cái người đó có tố chất nữa hay không lại là câu chuyện khác. Bởi vì tôi biết một cái quá trình cá nhân tôi đã đi như thế nào, tôi đã mất bao nhiêu năm, thì tôi thấy được rằng là để mà một cái con người họ đi nhanh hơn, đốt cháy giai đoạn khó lắm các bạn. Nên trở thành một cái trader kiếm được tiền dễ hay khó thì các bạn cần phải trả lời cho chính các bạn một số cái câu hỏi như sau. Thứ nhất, có rất nhiều anh chị là đặt cái câu hỏi là sẽ mất bao lâu
để có thể trở thành một trader kiếm được tiền? Đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều anh chị khi mà các bạn tham gia vào cái khóa học đầu tư của tôi hoặc là các bạn vào cái khóa sport, các bạn đặt cái câu hỏi như thế này. À, anh ơi, thế thì bây giờ mà để có thể là học ở chỗ anh á, hoặc là anh hướng dẫn cho em thì bao lâu em có thể kiếm được tiền? Các bạn hiểu không? Cái câu hỏi này là một cái câu hỏi nó khá là buồn cười. Thực ra là cá nhân tôi trong quá khứ cũng đã từng hỏi như vậy, nên tôi hiểu. Thì thông thường khi chúng ta muốn vào thị trường thì ai cũng muốn kiếm được tiền. Và họ nghĩ rằng là khi gặp một ai đó hướng dẫn, hoặc là học một cái khóa học nào đó, hoặc đọc một cái cuốn sách nào đó hay, là họ nghĩ rằng có thể giúp được họ kiếm được tiền. Giống như một số anh chị khi tôi tư vấn cho hoặc là do vào học, họ thấy được cái bộ công cụ chỉ báo, họ thấy được cái chiến lược giao dịch của tôi, thì họ nghĩ rằng là tìm được cái chán tính rồi. Nhưng thực tế nó không phải các bạn. Kiếm được tiền hay không phụ thuộc vào chính, các bạn biết là có những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là cái năng lực của mỗi người. Các bạn thấy không? Năng lực đó nha. Năng lực của mỗi người. Cùng một cái kiến thức, cùng một là bộ công cụ chỉ báo, cùng một cái thứ chia sẻ, nhưng mỗi người sẽ hiểu mỗi khác. Cùng trên một cái chạc, cùng trên một cái đồ thị, nhưng mỗi người nhìn mỗi khác. Rồi tiếp tục nữa này, cái năng lực, cái khả năng học tập các bạn. Khả năng học tập. Có nhiều người học rất là nhanh, nhưng học nhanh không phải là thành công đâu nha các bạn. Có nhiều anh chị học nhanh nhưng mà giao dịch rất là ẩu, thì kết quả lại thua lỗ. Rồi tiếp tục nữa là ảnh hưởng này, tính cách nha các bạn. Cái tính cách rất quan trọng. Tính cách nó quyết định đến cái việc các bạn có thành công trong thị trường này không. Tôi làm việc với rất nhiều anh chị. Có một số anh chị rất là thông minh, rất là giỏi, nhưng mà tính cách của các bạn là rất là bốc đồng, rất là nóng tính, thì thường hay là đốt tài khoản rất là mau. Nhưng có một số anh chị là các bạn khá chậm, nhưng mà tính cách rất là cẩn thận. Thì câu chuyện họ vào lệnh, họ suy xét, họ tính toán rất là kỹ, thì họ lại có kết quả tốt. Nên á, cái câu chuyện mà mất bao lâu á, nó phụ thuộc vào chính bản thân của các anh chị. Có một số người thì mất 2 năm, có một số người thì mất 3 năm, có một số người thì mất 5 năm vẫn không thể kiếm được tiền trong thị trường này, đặc biệt là trong lĩnh vực trading. Nên cái thời gian á các anh chị, là không ai có thể trả lời giúp các bạn được đâu, ngoài chính bản thân của các anh chị. Các bạn thực sự nghiêm túc, các bạn thực sự quyết tâm, thì cái thời gian của các anh chị sẽ rút ngắn. Còn nếu như các anh chị mà không thực sự quyết tâm, các bạn chỉ mong muốn làm nhanh, các bạn không có thực sự đào sâu học tập, thì 3 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm câu chuyện nó vẫn vậy. Tôi thấy rất nhiều anh chị họ đi trong cái thị trường này rất nhiều năm trời, nhưng mãi vẫn không có cái thành quả, vẫn không có được là cái sự hiểu biết nhất định. Họ cứ mãi vào mất tiền xong lại chửi rủa, mất tiền xong lại chửi rủa. Thì quay lại cái câu chuyện là để trở thành một trader kiếm được tiền dễ hay khó. Thì đầu tiên câu hỏi mà các bạn đặt câu hỏi là mất bao lâu để trở thành một trader kiếm được tiền. Thì với cá nhân tôi nha, thông thường các bạn hãy dành thời gian nghiêm túc là khoảng tầm 2 đến 3 năm. Chỉ khi đi từng đó các bạn mới trải qua được những cái hình thái của thị trường. Có rất nhiều anh chị vui lắm. Trong uptrend á, các bạn vào các bạn kiếm được tiền xong rồi các bạn nói ui dễ lắm, thị trường này dễ thế này mà sao người ta không kiếm được tiền, tại sao người ta lại mất tiền. Nhưng khi mà một cái nhịp rơi này nè mới thấy cảnh này, rồi nhịp tăng này có nhiều người vào tại nhịp tăng này, nhưng khi nhịp rơi này nè các bạn giữ được tiền thì các bạn mới học được nhiều bài học lắm. Nên trong thị trường này á, là có lúc các bạn vào các bạn kiếm được tiền, nhưng chưa hẳn các anh chị tài năng đâu, mà có thể các bạn may mắn đi vào trong một cái giai đoạn thị trường nó thuận lợi như uptrend. Còn nếu mà những anh chị nào các bạn có năng lực thật sự, thì trong thị trường kể cả uptrend, downtrend, sideways, các bạn vẫn kiếm được tiền, các bạn vẫn sống tốt với thị trường, thì đó nó mới thể hiện được cái năng lực của các bạn. Nên tại sao tôi yêu cầu các bạn phải đi từ 2 đến 3 năm là vậy. Chỉ khi các bạn đi từ 2 đến 3 năm, các bạn mới có thể kiểm chứng được là năng lực của các bạn trong thị trường uptrend, downtrend, sideways, các bạn có kiếm được không, thông qua các cái sự kiện, các cái diễn biến, các cái bit, còn gọi là cái thông tin lớn, những cái cú rung lắc lớn, những cái cú thiên nga đen, các bạn có tồn tại được không, thì lúc này mới đánh giá được. Chứ còn câu chuyện mà vào một cái giai đoạn mà kiếm được tiền, nó không thực sự ổn định đâu các bạn, nó không thực sự đánh giá cái năng lực của các bạn đâu.
Tôi nghĩ những anh chị nào mà đã có những cái trải nghiệm nhất định thì các bạn sẽ hiểu được những thứ tôi chia sẻ. Còn mà những anh chị mà mới thì có thể là sâu lệnh đi, hay là kiểu là thôi chỉ kiếm tiền xe kèo xe cho mau, nói dài dòng, các bạn hiểu không? Cái kênh YouTube này tôi lập ra là chỉ mong muốn là những anh chị các bạn có cái chiều sâu, các bạn học được những cái kiến thức tôi chia sẻ, những cái trải nghiệm thì nó sẽ quý cho các bạn lắm, giúp cho các bạn có một cái cần câu thật sự, giúp các bạn có cái tư duy, có cái mindset đúng đắn. Đó, nên là mất bao lâu để trở thành một trader kiếm được tiền thì phụ thuộc vào chính bản thân các bạn. Các bạn cần phải ngồi nghiêm túc trả lời cho câu hỏi này, ghi xuống giấy, có thực sự nghiêm túc không? Còn không nghiêm túc, các bạn mất 3 năm, 5 năm vẫn không kiếm được tiền đâu. Không phải là thời gian đâu các bạn, do cái trải nghiệm của các anh chị. Có một số người họ mất ít thời gian thôi, nhưng họ có rất nhiều trải nghiệm và họ cần nghiêm túc. Họ nghiêm túc, họ ghi chép từng cái giao dịch này, họ phân tích, họ rất là kỹ thì họ có kết quả. Tí nữa tôi sẽ show cho các bạn một số thứ để các bạn có thể nhìn thấy cái cách mà những cái anh chị họ nghiêm túc họ học tập như thế nào nhá. Rồi, có một cái câu hỏi nữa là bạn cần những cái tố chất gì để có thể trở thành một trader kiếm được tiền. Thì thực ra có rất nhiều cái tố chất các bạn, nhưng mà tôi thấy được là cái khả năng học tập và cái khả năng quản trị cảm xúc của họ là những cái tố chất rất là quan trọng để giúp cho họ kiếm được tiền. Có rất nhiều anh chị họ có cái khả năng học tập rất là tốt. Tôi ví dụ các anh chị thôi, là họ lên trên kênh YouTube họ quan sát cái phương pháp giao dịch của rất nhiều người, thì họ sẽ phân tích được cái ưu điểm, nhược điểm của từng cái phương pháp giao dịch. Cái cách giao dịch của người đó nó có hợp lý hay là không? Nếu như thị trường nó có những cái biến động mạnh hơn nữa thì họ có bị thua lỗ không? Và khi mà các anh chị hiểu được cái cách mà từng cái người họ giao dịch, rồi các bạn cũng phân tích những cái bộ công cụ chỉ báo, bộ công cụ chỉ báo nào nó tối ưu, bộ công cụ chỉ báo nào nó không thực sự tối ưu. Khi các bạn hiểu được cái cách như vậy, các bạn sẽ biết được là lựa chọn cái bộ công cụ chỉ báo nào nó phù hợp. Thì ý ở đây tôi muốn nói các bạn, cái tố chất đầu tiên là cái khả năng học tập. Các bạn cần phải kiên nhẫn học tập trong một cái quá trình nó rất là dài. Thì có rất nhiều cái tố chất để trở thành một cái người thành công trong trading, nhưng cái yếu tố mà tôi thấy rất quan trọng là cái khả năng tự học. Khả năng tự học và cái khả năng là chịu trách nhiệm đó này, và một cái tinh thần kỷ luật. Kỷ luật ở đây không phải nói bằng mồm đâu các bạn. Tôi thấy rất nhiều anh chị là cứ nói là em sẽ kỷ luật, em hứa em sẽ kỷ luật như thế này, nhưng khi mà vào trận, nhưng khi mà vào lệnh là cứ giao dịch loạn xạ, buy sell đủ các kiểu, rồi là nhồi lệnh, càng lỗ càng nhồi. Thì câu chuyện là các bạn thấy là câu chuyện kỷ luật ai cũng biết, nhưng ai thật sự nghiêm túc làm? Bởi vì các bạn thấy là khi trading, các bạn ngồi một mình trước cái màn hình máy tính, không có ai bên cạnh cả, và các cái quyết định mua bán của các anh chị là chỉ có các bạn thực hiện thôi. Và vào chuột là click chuột mua, rồi vốn giao dịch là bao nhiêu, vào vùng giá nào, stop loss, dừng lỗ ra sao, là chỉ chính các anh chị là người click chuột. Nên là cái tính cách nó phụ thuộc các bạn, nó phụ thuộc vào cái việc là các bạn có thực sự kiên nhẫn hay kỷ luật hay là không. Có thể nói bằng miệng ai nói cũng dễ lắm, nhưng mà hãy nhìn xem, quan sát người ta đi một cái quá trình dài với thị trường, quan sát xem người ta ứng xử trước thị trường như thế nào, quan sát họ có tồn tại, họ đi dài hạn với thị trường hay không, thì câu chuyện các bạn có thể nhìn ra được. Thì điều mà tôi muốn nói ở đây là các bạn cần phải có cái khả năng học tập, khả năng đào sâu, khả năng phân tích, nhìn ra cái vấn đề, biết đâu là hợp lý, đâu không hợp lý. Bởi vì trong thị trường này sẽ có rất nhiều những cái người họ chia sẻ, nhưng có người họ chia sẻ dựa vào sách vở thôi. Dựa vào sách vở, đọc vài cuốn sách thì dễ, nhưng dựa vào trải nghiệm nó mới khó các bạn, nó mới khó thật sự. Sắp tới tôi sẽ làm một số cái video nói về cái trải nghiệm, nói về cái chiều sâu một xíu về những cái trải nghiệm và những cái phản ứng, cái tâm lý của một số anh chị ấy, khi các bạn đứng trước một cái tình huống. Thông thường khi thua lỗ thì các bạn cứ kéo cái lệnh stop loss ra, nới lỏng stop loss, thậm chí nhồi lên. Và tâm lý của những cái người đó tại những giai đoạn như thế nào, các bạn cứ mong muốn là giá hồi lại, nhưng giá nó không hồi, cứ đi xuống, và khi càng sai lại cứ sai tiếp tục. Nên các bạn sẽ thấy là để trở thành một cái trader kiếm được tiền, các bạn chịu khó
là hãy học tập từ những người họ có thể kiếm được tiền. Đọc những cái cuốn sách biết được là những người nào họ kiếm được tiền hay không dễ lắm các bạn. Ngày trước tôi đọc rất nhiều những cái cuốn sách về trading, nhưng sau này tôi thấy là chỉ có một vài cuốn sách dùng được thôi. Còn có một số cái cuốn sách là cái người viết thậm chí họ còn không có nhiều cái trải nghiệm nữa cơ. Họ viết theo kiểu công nghiệp, viết bán cho vui vậy đó. Và tôi thấy cái phần tâm lý là một cái phần rất là quan trọng, chứ không phải kỹ thuật đâu. Các anh chị đừng có nghĩ là cái bộ công cụ chỉ báo các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là RSI hay là MACD hay là Mei Ichimoku hay là Bollinger Band hay cái gì. Không phải đâu. Cái bộ công cụ nó chỉ một phần nhỏ thôi, mà quan trọng nhất là cái kỹ năng xử lý, cái bộ tiêu chí vào lệnh và giao dịch của các bạn ấy. Và stop loss nữa. Nên là cái tố chất, như hồi nãy tôi đã nói, là cái khả năng tự học là một cái khả năng tôi đánh giá rất là cao. Cái sự điềm tĩnh, cái khả năng phân tích để nhìn ra đâu là đúng, đâu là sai, biết sai, điều chỉnh. Đó là cái thứ rất quan trọng đó các anh chị. Và một cái thứ mà rất nhiều anh chị cũng đặt câu hỏi cho tôi này, là làm sao có thể duy trì được cái việc kỷ luật trong một thời gian dài. Tức là có một số anh chị, các bạn vào các bạn có thể kiếm được tiền sau một tuần hay là 10 ngày, 20 ngày. Nhưng chỉ cần một cái lần sai thôi là các bạn trả giá nguyên cả toàn bộ tài khoản. Giống như cái việc đi đêm có ngày gặp ma vậy đó. Tức là ví dụ có một cái lần các bạn đã từng nhồi lệnh và các bạn sống. Ví dụ các anh chị đã từng, ví dụ như ở đây, các bạn thấy giá nó tăng tiếp, các bạn vào đây, các bạn lại tiếp tục là làm một cái lệnh buy tiếp, lệnh buy, đúng không? Đó, lệnh buy tại đây. Nhưng sau đó giá nó lại rơi, về đây các bạn lại làm cái một lệnh buy tiếp, ví dụ lệnh 1, lệnh số 2, buy tiếp, giá tiếp tục rơi. Sau đó các bạn làm một cái lệnh tiếp tục buy 3, tức là lúc này gần cháy rồi nha. Lúc mà rơi xuống đây một phát nữa là hết tiền rồi, hết tiền rồi, thôi chấp nhận cháy đi. Nhưng mà lúc này chưa cháy, không may thị trường nó bật ngược lên lại đây một phát, và các bạn về bờ, sau đó các bạn có được lợi nhuận. Và các bạn thấy rằng trời ơi, đây là giống như cái chánh thánh rồi, đúng không? Giống như đây là chánh thánh rồi. Và các bạn sẽ mang cái tư duy này nè, các bạn lại tiếp tục đi giao dịch. Cái ác là chỗ đó, đó. Lại mang tư duy này tiếp tục đi giao dịch. Và một cái lần khác cũng tương tự, là ở đây giá thế giới đang giảm vào một cái lệnh short, sau đó giá nó tăng, tiếp tục short tiếp. Tiếp đó tiếp tục giá nó tăng, tiếp tục short tiếp. Và lên trên đây nghĩ rằng là gì? Ở đây có một cái vùng, ở đây là một cái vùng kháng cự rồi. Tiếp tục short, dồn phát, cuối cùng tách tay. Bởi vì ba lần trước là sống, nhưng lần này nó đâm lên đây một phát, cháy tài khoản. Và lúc này là mất sạch, tức là số tiền mà kiếm được ở đây này, bao nhiêu tiền kiếm được ở đây, bao nhiêu tiền kiếm được ở đây, đây qua đây là mất sạch toàn bộ. Và có nhiều anh chị đặt câu hỏi là làm sao để có thể duy trì được cái việc kỷ luật trong một thời gian dài. Thì tôi nói các bạn là các bạn cần phải thật sự có một cái bộ tiêu chí vào lệnh, và có cái chiến lược giao dịch, và cực kỳ tuân thủ cái chiến lược đó một cách tuyệt đối. Khi mà vào lệnh, cái việc đầu tiên các bạn cần xác định là stop loss các bạn đặt ở đâu, và cái khoản thua lỗ các bạn có chấp nhận được không. Khi các bạn chấp nhận được rồi những thứ đó, thì khi các bạn nhấn nút enter vào lệnh thì các bạn sẽ rất là thoải mái. Đặc biệt là cái số tiền thua lỗ, cái vol vào lệnh mình cần phải kiểm soát rất là kỹ. Và khi mà cái khoản thua lỗ nó đang còn nhỏ thì không sao, các bạn dễ dàng cắt stop loss để sao để các bạn có thể tìm kiếm một cái cơ hội khác. Nhưng là ít anh chị các bạn có thể duy trì được điều đó. Bởi vì tôi ví dụ này, các bạn đã kiếm được tiền ở đây rồi, đúng không? Đang kiếm được tiền ngon lành rồi, và bây giờ tự nhiên thấy tự nhiên ở đây đang thua lỗ vào một cái lệnh ở đây, lệnh sell xuống, nhưng thua lỗ tự nhiên 500 đô ở đây, 500 đô. Đáng đã cắt 500 đô thì dễ này, nhưng mà lên đây thì lại thua lỗ là 1.000 đô rồi. Đó, cắt thì tiếc, đúng không? Cắt thì tiếc, lại nhồi lệnh thì nó bay lên đây phát nhổ lỗ 2.000 đô. Đó, lúc này là không thể nào mà cắt lỗ được, cắt lỗ thấy nhiều tiền quá, tiếc, đúng không? Và nhồi lệnh để cứu lại, để ước nó về bờ thôi. Nhồi vào nó tăng lên đây một phát, cháy sạch hết. Các bạn thấy chỉ vì 500 đô sai, các bạn không chịu cắt, sau đó để khoản thua lỗ nó cứ tiếp tục kéo dài, và sai không sửa sai, còn nhồi thêm sai nữa, và kết quả là cháy sạch, đúng không? Đấy, đặc biệt những anh chị nào mà các bạn có giao dịch mà trong thị trường vàng, thì tôi nói các bạn là chống lại xu hướng thì chỉ có chết thôi, các bạn thấy không? Nên câu chuyện là trading
đòi hỏi một cái khả năng đặc biệt các bạn. Một cái con người phải có những cái khả năng đặc biệt. Tôi rất là ít nói về trading, bởi vì thực ra tôi thấy nếu như mà đưa 100 người cho tôi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn họ đầu tư. Bởi vì khi mà họ đầu tư thì nếu mà 100 người chỉ cần làm đúng theo những gì tôi hướng dẫn thì tôi khẳng định là 80-90% là sẽ thắng. Nhưng nếu như để 100 người mà cho tôi hướng dẫn về trader, để về trading thì tôi nói các bạn là cái khả năng xác suất thành công nó rất là thấp. Bởi vì cái game trading là một cái game nó cực khó. Không phải các bạn không thông minh, không phải các bạn có tố chất đâu, mà mọi thứ nó cần thời gian, cần một cái quá trình rất là dài. Nếu như đầu tư Bitcoin, chỉ cần xác định rất đơn giản cái vùng giá này là một cái vùng mua, và cứ mua vào là cứ nắm giữ thôi, thì lên đây bây giờ bán rất thoải mái, có lợi nhuận. Nhưng những bạn nào cứ trade trong những cái nhịp này đi thì các bạn sẽ thấy cuối cùng bây giờ tổng kết lại các bạn có lợi nhuận không? Không, đúng không? Nên những cái thứ mà tôi chia sẻ nhiều bạn cứ nghĩ là nó không giá trị. Thực ra tôi nói các bạn là những cái key quan trọng nằm ở chỗ đó, đó. Thì quay lại cái câu chuyện là làm sao để có thể duy trì được cái việc kỷ luật trong một thời gian rất là dài. Thì thực ra những cái người nào mà đã từng đốt rất nhiều tài khoản, đã từng trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, đã trải qua rất nhiều cái sức đầu mẻ trán, thì các bạn mới hiểu được cái từ kỷ luật, và các bạn mới hiểu được cái giá trị của nó. Để có thể mà ngồi đây chia sẻ với các bạn á, là tôi cũng đốt rất nhiều tài khoản rồi, trong quá khứ rồi. Tôi giao dịch Forex từ cái năm 2013 các bạn đến bây giờ, thì các anh chị thực sự hiểu được là đã trải qua rất nhiều những thứ gì. Và những cái thứ tôi đang chia sẻ cho các bạn là nó cực kỳ tâm huyết á. Và trải qua rất nhiều năm trời thì tôi mới thấm được cái từ kỷ luật. Và cái việc duy trì cái việc kỷ luật trong một thời gian dài thì cần phải làm gì. Thì tôi nói các bạn là các bạn cần phải có một cái bộ tiêu chí vào lệnh, và các bạn cần phải có một cái plan giao dịch. Và cái stop loss là cái thứ các bạn cần phải chấp nhận, cần phải làm quen với nó, cần phải hiểu rõ là cái stop loss là một phần của cuộc chơi. Stop loss là cái thứ không thể tránh, không thể tránh khỏi. Các bạn còn trading thì buộc lòng các bạn phải làm quen với stop loss và phải chấp nhận stop loss như một phần, giống như kiểu chi phí kinh doanh vậy đó. Tức là mình mở một cái văn phòng kinh doanh, mình mở một cái doanh nghiệp, thì cái stop loss là giống như cái khoản chi phí các bạn trả lương nhân viên các bạn vậy đó. Tới tháng buộc phải trả lương, trả điện nước, trả tiền mặt bằng, thì cái chi phí đó là cái chi phí bắt buộc phải có. Và cái stop loss là cái thứ mà khi ví dụ các bạn vào một cái lệnh giao dịch, vào một cái lệnh giao dịch ấy, thì các bạn nhớ kỹ cho tôi ấy, là các bạn phải xác định stop loss. Ví dụ như muốn short tại đây, đúng không? Thì các bạn cần phải xác định stop loss được. Và cái khoản mất mát này ấy, có chấp nhận không? Nếu không chấp nhận thì không nên vào lệnh. Còn chấp nhận mới vào. Nên nhiều anh chị các bạn cứ vào thị trường này mà các bạn cứ đòi thắng mà không chịu thua. Có một cái câu nói này rất là hay các bạn này. Vào thị trường này các bạn muốn thắng thì các bạn phải chấp nhận thua. Tức là mình phải chấp nhận stop loss. Đó, stop loss là một phần mà. Còn nếu các bạn tiếc, các bạn không chấp nhận stop loss á, thì câu chuyện là cứ mãi các bạn không có thể nào thay đổi được cái mindset, các bạn không thể nào thay đổi được cái kết quả giao dịch của các bạn đâu. Hãy ngồi mà nghiệm lại mà xem những cái lệnh thua lỗ lớn của các anh chị ấy, là chỉ vì các bạn không chịu đặt stop loss. Và khi giá mà nó cứ tiếp tục, ví dụ như nó tăng lên, giá ví dụ như giá nó tăng lên ở đây đi, tiếp tục tăng lên, và các bạn cứ tiếp tục các bạn nới stop loss ra, nới stop ra, thậm chí các bạn còn nhồi lệnh vào nữa, vào một cái lệnh mới, tiếp tục nhồi lệnh vào nữa, tiếp tục nhồi vào tại đây nữa, sọt xuống, đúng không? Và kết quả là thị trường nó cứ tiếp tục tăng lên, tăng lên, tăng lên, và tài khoản các bạn chịu không nổi, và cuối cùng là gì? Bứt. Hãy thử nghiệm mà xem này, cái việc cháy tài khoản chỉ đến từ cái nguyên nhân đó thôi. Không chịu đặt stop loss. Rồi nếu có đặt á, thì cứ kéo dài nó ra, kéo dài nó ra, thậm chí nhồi lệnh khi mà trạng thái cái tài khoản đang thua lỗ, cái lệnh đang âm, cái gọi là đi ngược cái xu hướng của thị trường. Nên để có thể duy trì cái việc kỷ luật này, các bạn cần phải chấp nhận là cái phương pháp giao dịch của mình là sai, mình trả giá bằng một cái stop loss. Và đó là một cái phần của cuộc chơi. Các bạn lưu ý kỹ điều này nè. Có rất nhiều anh chị nghĩ rằng là giao dịch đúng cái phương pháp, có một cái bộ công cụ chỉ báo nào đó, vào cái lệnh giao dịch là báo buy là sẽ đúng. Không phải đâu các bạn. Tôi chỉ nói các bạn là tất
cả các cái mẫu hình đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì nó đều mang tính xác suất. Tôi ví dụ các bạn nha, có những cái mẫu hình rất là đẹp này mà tôi thua lỗ chuyện bình thường. Các bạn cứ để ý kỹ nha. Ví dụ này, ở đây có một cái tình huống như đợt giai đoạn vừa rồi nha. Các bạn thấy ví dụ như cái phương pháp giao dịch của tôi ấy, là khi giá mà nó giảm mà nó vẫn giữ cái cấu trúc của Fibo, nó vẫn giữ của cái cấu trúc của Fibo, thì cá nhân tôi đánh giá khả năng này nó tiếp tục nó giảm tiếp. Và thông thường là cái chỗ này là tôi sẽ follow theo trend, tôi sẽ có một cái lệnh short xuống. Như các bạn thấy là chỗ này nè, tôi cũng có vào lệnh, và chỗ này thị trường nó bay ngược cái vèo lên trên này. Các chị thấy không? Nhưng may mắn của tôi ấy, là chỉ rất đơn giản là cái việc là tôi có phương pháp giao dịch. Và cái việc của tôi ấy, là tôi chỉ có một cái stop loss tại vùng này, tôi đặt lệnh short tại đây. Và cái stop loss nó nằm trên cái đỉnh này một xíu, các bạn thấy không? Tôi trả giá cho một cái lệnh stop loss nó rất là ngắn. Còn nếu không có stop loss, các bạn thấy nó kéo lên trên này thì các bạn bị thua lỗ rất là lớn. Giống như ở đây này, các anh chị để ý kỹ này. Ở đây tôi sẽ sâu cho các bạn một xíu. Cái việc học tập á, các bạn cần phải có nghiền ngẫm. Các bạn thấy những cái anh chị mà trong group này á, tôi hướng dẫn họ này, phải nghiền ngẫm giống cái kiểu mà em yêu khoa học vậy đó. Phân tích và đào sâu từng lệnh, sai ở đâu, chưa tốt những cái điểm nào, khắc phục ra làm sao. Các bạn phải biết cách trả lời những cái câu hỏi này. Và mình khẳng định các bạn á, là những cái case này là những cái chia sẻ thật sự đấy. Không có một cái phương pháp nào tối ưu đâu, quan trọng là cái cách xử lý. Đó, thì những người này họ trao đổi này. Ví dụ ở đây là một cái tình huống mình phân tích cho các bạn này. Ví dụ ở đây, cái tình huống thị trường Bitcoin như ngày hôm trước. Ví dụ là nó đang nằm ở cái trạng thái, các anh chị để ý kỹ này, là Bitcoin đang ở giá là 28.000 là 424. Là lúc mà nó đang nằm ở cái hình thái này này. Đây. Lúc tôi nhớ là nó đang nằm ở đây. Đâu ở đây nhỉ? Ở đây chứ, đâu rồi? Đây ở chỗ này khung 30 phút từ. Ở đây là khung 28.000 đúng không? 28.424. Đó, đây chỗ này. À đây, chỗ này đây, chỗ khúc này. Đây. Các bạn để ý kỹ này, đang nằm ở cái khúc này. Đó, đang nằm ở khúc này. À, tôi sẽ tua lại cái chỗ này. Thì nếu cái khúc này mà quan sát theo cái khung thời gian H4 á, với cái chiến lược giao dịch của tôi á, thì các bạn thấy là cái khúc này á, là nó giữ được cái cấu trúc. Nó giữ được cái cấu trúc, đúng không? Đó, cấu trúc của Fibo. Và đặc biệt á, khi mà giữ được cái cấu trúc như thế này thì khả năng rất là cao là nó sẽ tiếp tục nó tăng tiếp, nó sẽ tiếp tục tăng tiếp. Nên á, là trong group á, là có một số bạn á, là bạn phân tích là giá nó có thể giảm. Các bạn hiểu không? Tức là hình thành hai đỉnh rồi, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó, thì tức là bạn này bạn đánh giá khả năng nó có thể giảm. Nhưng tôi nói các bạn này, khi các bạn có một cái tiêu chí giao dịch thì các bạn quan sát kỹ. Này, với BTC H4 thì anh thấy khả năng nó tăng tiếp này. Bởi vì nhìn như thế này là tăng tiếp. Bởi vì tôi không có chắc chắn, các bạn lưu ý kỹ, nhưng với cái phương pháp giao dịch của tôi, với cái chiến lược giao dịch của tôi, và tôi đã backtest trên một cái lượng rất là lớn, cái số lượng lệnh, và tôi đã giao dịch trong một cái thời gian rất là dài rồi. Những cái mẫu hình như thế này tôi đều là thống kê lại, tôi đều copy nó vào trong cái máy tính của tôi, những cái lệnh giao dịch này, và tôi thống kê lại hết. Thì thường những cái lệnh như thế này thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục tăng tiếp. Và nó khả năng cao, nó có khả năng nó mở rộng thêm một cái cấu trúc nữa. Các bạn thấy không? Và sau đó là các bạn thấy nó tiếp tục nó đâm lên một cái nến không? Đó, H1 nhìn giữ giá khá tốt. Nếu mà vào lệnh rồi thì giờ SL lên. Còn không thì sao? Thấy cái cấu trúc nó chạy không? Đó, thì các bạn thấy này, khi mà giữ như vậy thì thường xác suất cao nó sẽ tăng giá. Đó, thì cho dù các bạn thấy nếu mà những người khác hoặc các bạn đi ra ngoài cộng đồng, các bạn thấy người ta phân tích như thế nào đó, các bạn thấy người ta phân tích giá nó giảm rồi. Nhưng nếu như các anh chị đã có một cái phương pháp giao dịch, đã có một cái chiến lược giao dịch mà các bạn đã giao dịch trong một thời gian dài, nó tạo ra lợi nhuận, thì khi mà nó đến cái mẫu hình đó, các bạn cứ tự tin, các bạn vào lệnh. Và tôi vào lệnh, tôi tự tin tôi vào lệnh thôi. Các bạn thấy không? Đó, câu chuyện đó. Thì các bạn thấy nè, một cái lệnh tôi vào ở đây, đó, thì nó SL ở dưới này. Đó, nó cứ lên, switch hit cái TP, đúng không? Đó, thì câu chuyện là khi nhìn thấy như vậy là mình cần phải biết. Nhưng các bạn quan sát kỹ này. Ở đây tôi nói các bạn á, ấy là
nhìn để ý kỹ. Để ý kỹ là cái lực của H1 nó đã suy yếu nè. Lúc này mới thấy H1 nó suy yếu này, thì khả năng cao nó sẽ rơi. Nhưng đó chỉ là cái sự phòng bị, còn cứ luôn trong tâm thế sẵn sàng. Điều đó có nghĩa là gì? Khi các bạn thấy cái mô hình này nè, cái cây nến này đâm lên rất là mạnh, nhưng sau đó để lại một cái râu nến rất là dài, thì điều đó có nghĩa muốn nói với chúng ta điều gì? Muốn nói rằng ở trên này có một cái lực bán, một cái lượng người rất là lớn, họ đã bán ra và đẩy giá đi xuống, tức là để lại một cái cây nến rất là dài. Sau đó một cái cây nến ở đây, doji đúng không? Và một cái cây nến nhấn chìm toàn bộ, phủ định toàn bộ cái lực tăng trước đó. Thì lúc này kết luận khả năng H1 nó suy yếu, thấy không? Thì sau đó là các bạn thấy không? Suy yếu xuống. Và nếu như mà nhìn vào cái chart đồ thị của Bitcoin bây giờ, các bạn sẽ để ý các bạn thấy là hôm trước cái giá đang 28.600 mấy 700 đúng không? Thì bây giờ nó đã rơi này. Tại chỗ này tôi nói suy yếu và nó rơi này. Câu chuyện ở đây không phải tôi muốn nói với các bạn là cái khả năng phân tích giỏi hay gì đó đâu, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh các anh chị là các bạn cần phải có một cái chiến lược giao dịch được backtest trong một cái thời gian dài và nó có kết quả. Khi các bạn giao dịch mà nó có kết quả tốt rồi thì cho dù ai nói gì các bạn cũng tự tin. Các bạn cứ là giao dịch thôi, các bạn cứ việc là vào lệnh đúng tiêu chí là vào. Và nó có sai chứ, có sai. Nè các bạn thấy không? Đó. Rồi. Thì chỉ khi các bạn có một cái chiến lược giao dịch, các bạn cứ tự tin. Đó, cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn này là cứ đặt những cái câu hỏi. Họ cần đào sâu vào, họ cần trả lời. Những cái người nào họ có tố chất thì họ sẽ biết thông qua những cái gợi ý của tôi thì họ sẽ biết được. Còn không thôi thì cho dù tôi có hướng dẫn hay cỡ nào đi chăng nữa mà cái người không chịu luyện tập, không chịu suy nghĩ hoặc là không có tố chất thì các bạn không thành công được. Còn tất nhiên cái nhóm mà đầu tư crypto dài hạn thì lúc này chỉ ngồi chơi thôi. Lúc này là quan sát ngồi chơi, có cái chiến lược. Đó. Thì muốn nói với các bạn là đầu tư nó cần một cái quá trình dài như vậy. Đó, nên là các bạn làm sao để có một cái sự gọi là duy trì được cái sự kỷ luật trong một thời gian dài này. Thì đối với những anh chị nào mà đã trải nghiệm rồi thì nói chuyện dễ lắm. Nên là cách của tôi rất thích làm việc với những anh chị đã có những trải nghiệm nhất định rồi, đã sấp mặt trong thị trường rồi, đã bị thị trường nó vả cho tơi bời rồi, thì khi mình nói tới đâu á, thấm tới đó. Khi mình nói tới cái chỗ nào giống như cái mũi kim nó chích vào cái chỗ đó, nó đau không đau, càng khơi càng đau, các bạn hiểu không? Còn những cái người mới, các bạn đơ, các bạn đâu có sợ gì đâu. Giống như tôi cũng có trò chuyện với một số anh em mà họ có những cái trải nghiệm nhất định đó các bạn. Đặc biệt là khi mà nói về nói về ví dụ như đi ra đường, người ta kêu đi ra đường hỏi sợ nhất là ai? Hỏi xã hội đen không có sợ. Những cái người mà họ gọi là dân xã hội đen, người ta không có sợ đâu. Gọi là tại sao không sợ những cái người đó, thấy xăm trổ nhiều mà đúng không? Tôi không có ý gì cả nha, nhưng mà tôi đang nói cái tâm lý á. Là anh nói rằng những cái người mà ví dụ như những anh em mà dân xã hội á, là họ hiểu về những cái quy luật. Họ ví dụ như họ hù thế thôi, chứ họ biết rằng mà đập người ta một cái là đi tù này. Họ biết rằng mà nếu như mà cầm dao mà lỡ phang người ta một cái mà có bị gì một cái cũng đi tù, bị pháp luật truy tố. Nên thường họ chỉ hù thôi. Còn sợ nhất là những đứa trẻ trâu và xỉu nhi á, tức là độ tuổi nó mới lớn, nó đang sung, nó không có thực sự chín chắn để suy nghĩ được và mất. Là những cái nhóm đó rất là nguy hiểm. Lộn xộn mà chọc nhóm đó nó phang ngay, các bạn hiểu không? Nên các bạn thấy những cái vụ mà những cái bạn trẻ trẻ nhỏ tuổi, vị thành niên á, là để lại những cái việc nó đau lòng, tức là tuổi đó nó chưa có suy nghĩ chín chắn được các bạn. Thì trong trading cũng vậy, những cái bạn mới mà thực ra mà làm việc với tôi thì rất là khó, bởi vì khi mà mình nói cần là kỷ luật thì họ đâu có hiểu đâu. Kể ra những cái thất bại họ cũng mặt đơ, bởi vì họ chưa từng trải qua. Nhưng tôi nói các anh chị nhé, những cái anh chị mà đã đốt tài khoản nhiều lần, thậm chí mà đốt tài khoản mà suýt ra đường luôn á, thì tôi nói họ sẽ rất là thấm. Tôi nói vào nó giống như vết dao cứa vào cái vết thương của họ vậy. Thì những người này họ sẽ ý thức được cái việc kỷ luật và họ sẽ ý thức được cái việc duy trì điều đó. Còn cái người mà các bạn không ý thức được cái việc duy trì thì không có phương pháp nào đâu các bạn. Chả có phương pháp nào cả. Cái ý thức tự thân trong chính các bạn. Các bạn hiểu không? Tôi khẳng định cái video này là một cái video nó rất là quan trọng. Cái video này nó giúp cho các bạn nhiều lắm đó. Chứ không phải là các bạn chỉ xem cho vui đâu. Nên là những anh chị nào các bạn xem video này, các bạn thấy mà nó hay, các bạn có thể chia sẻ cho những anh chị khác. Rồi các bạn cũng có thể là comment ở bên dưới, các bạn cảm nhận nó như thế nào. Hoặc là các anh chị có những cái câu hỏi gì, các bạn đặt câu hỏi thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Tôi đang hướng dẫn các bạn
một cái lộ trình các bạn trở thành một cái trader kiếm được tiền cái đã. Kiếm nhiều ít tính sao, nhưng mà kiếm được cái đã, không thua cái đã. Rồi tiếp tục này. Cái phương pháp giao dịch nào tối ưu nhất? Đây là cái câu hỏi rất nhiều anh chị các bạn hỏi. Rồi các bạn đi lên trên chỗ cộng đồng các bạn hỏi rất là nhiều. Tức là các bạn đi tìm một cái phương pháp giao dịch nào tối ưu nhất. Thì thực ra với một số cái trải nghiệm nhất định thì tôi chỉ muốn nói các bạn là không có phương pháp nào tối ưu hết các bạn. Mỗi cái phương pháp nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm. Đang suy nghĩ cá nhân của tôi nha. Tức là với những cái trải nghiệm cá nhân thì tôi chỉ muốn nói các bạn là cá nhân tôi thấy không có cái phương pháp nào tối ưu hoàn toàn đâu. Phương pháp nào nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và cái nhược điểm nhất định. Nhưng nếu như các anh chị biết được cái ưu điểm của nó, biết được cái nhược điểm của nó, các bạn khắc chế cái nhược điểm, thì cái nhược điểm đó nó lại biến thành cái ưu điểm. Các anh chị thấy hay không? Tức là ví dụ mình biết được cái nhược điểm của cái phương pháp reaction là nó không có gọi là nhìn thấy rõ ràng cái sự tích lũy của lực mua lực bán, thì lúc này các bạn có thể dùng thêm một số cái công cụ của cái việc tích lũy lực mua lực bán vào, thì các bạn sẽ thấy được dùng cái đó các bạn sẽ khắc phục được. Tương tự như vậy, các bạn nhìn vào ví dụ như là cái bộ công cụ chỉ báo, ví dụ như là RSI đi, nó không có thấy lắm về cái xu hướng trend. Khi nào dốc xác nhận đảo chiều thì ở đó tôi cài thêm một số cái bộ công cụ vào. Đó, ví dụ như tôi thấy cái MACD nó sẽ hỗ trợ nhất định tại một số cái thời điểm thì tôi để vào, thế thôi. Đó, thì khi các bạn hiểu được ưu điểm, nhược điểm của từng cái bộ công cụ, bộ phương pháp thì các bạn sẽ biết cách gọi là tối ưu. Nên với tôi là phương pháp giao dịch thì không có phương pháp giao dịch nào tối ưu cả, mà nó sẽ phù hợp với từng người. Ví dụ như tôi sẽ phù hợp với cái việc sử dụng RSI và MACD. Tôi phù hợp với cái việc là nhìn vào cái việc bài toán làm giá, nhìn vào cái cách mà thị trường này nó vận hành, cái chu kỳ thị trường, cái gọi là cái những cái nhịp sóng, thì tôi nhìn những cái như vậy. Thì khi mà nhìn những cái nhịp như vậy thì tôi sẽ đưa ra những cái chiến lược giao dịch. Nó giống như ví dụ như Bitcoin thôi. Tôi kết hợp rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái tâm lý của đám đông. Ví dụ như tôi thấy cái bài toán làm giá của Cá Mập khi mà nó đẩy lên trên chỗ tại giai đoạn này, thì tại những giai đoạn này là mình thấy cái lực đẩy nó yếu rồi. Những anh chị nào mà follow theo cái kênh YouTube của tôi, các bạn thấy là tôi thoát tại những cái vùng này. Dựa vào yếu tố phân tích kỹ thuật, mình thấy cái lực nó đã suy yếu. Dựa vào yếu tố phân tích bài toán làm giá của Cá Mập, nó đã đẩy dưới này đi lên rồi. Thì thông thường những cái nhịp này là những cái nhịp trên này là những cái vùng giá mà nó chốt lời. Và khi nó chốt lời thì dấu hiệu on coin có những dấu hiệu nào? Như các bạn thấy là vùng này là coin top, gần như không bay được thêm nữa, đúng không? Và giữ giá, volume rất là lớn, và những thông tin ra rất là tích cực, thì lúc này người ta xả thôi. Tương tự một cái sóng cuối cùng ở đây cũng vậy. Đó. Thì vừa kết hợp yếu tố phân tích kỹ thuật, vừa kết hợp bài toán làm giá, vừa kết hợp vào tâm lý đám đông, dòng tiền, đủ các kiểu, thì các bạn sẽ có cái góc nhìn là rõ ràng nhất. Đó, cách của tôi là vậy. Chứ còn theo tôi thì không có một cái phương pháp nào nó tối ưu cả. Có phương pháp nó sẽ có ưu điểm, nhược điểm riêng, và nó sẽ phù hợp với cái tính cách của từng người, phù hợp với cái sự hiểu biết của mỗi người. Thì mình biết là phương pháp gì nó hạn chế cái gì ấy, thì mình bổ sung nó thôi. Đấy, các bạn thấy không? Nhiều yếu tố lắm. Đó, nên là theo tôi là các bạn hãy tìm một cái phương pháp và hãy thực sự nghiền ngẫm, đào sâu vào nó. Có một cái câu hỏi như thế này nữa này, là làm sao để mình biết được là cái phương pháp đó nó không phù hợp hay là mình nỗ lực chưa tới? Có một số lời khuyên tôi thấy trên mạng các bạn khuyên như này này, là hãy đi tìm cái phương pháp phù hợp. Nếu mà phương pháp này ví dụ như là giao dịch sau 6 tháng mà thấy không tạo ra lợi nhuận thì có thể bỏ đi tìm phương pháp khác. Nhưng câu hỏi tôi đặt ra các bạn là làm sao có thể biết được là 6 tháng đó nó đủ rồi, đúng không? Làm sao biết? Đối ví dụ các bạn gần chạm tay được tới cái việc là tối ưu hay là mở ra được cái key rồi mà các bạn từ bỏ, các bạn đi tìm phương pháp khác, các bạn lại bắt đầu lại từ đầu. Thực ra tôi thấy cái vấn đề nó không phải nằm ở phương pháp, ở bộ công cụ chỉ báo nào đâu các bạn, mà là cái cách các bạn tiếp cận, cái tư duy mà các bạn làm việc với thị trường. Các bạn hời hợt thì thị trường sẽ trả lại cho các bạn kết quả hời hợt. Nó là quy tắc các bạn. Các bạn quá hời hợt, các bạn cứ quá là dễ dãi thì thị trường nó sẽ trả lại cho các bạn như vậy. Nên tôi thấy là hãy tập trung vào một cái phương pháp nhưng với một cái thái độ cực kỳ nghiêm túc. Còn nếu thái độ các bạn không có nghiêm túc thì tôi nói các bạn đưa các bạn cả chục cái phương pháp này cũng vậy, chả có ý nghĩa. Không có ý nghĩa các bạn.
nên đừng có đi tìm, tìm mệt. Tôi thấy những cái người mà đi tìm những cái phương pháp giao dịch á, là các bạn là những người không thực sự kiên nhẫn, không thực sự chịu nỗ lực đào sâu vào một vấn đề. Các bạn thấy comment tôi nói có đúng không? Suy ngẫm đi, hãy suy ngẫm đi các bạn. Những cái chia sẻ này là chia sẻ ruột gan, những chia sẻ này các bạn không thấy đâu. Người ta hãy cứ là đề cao một cái phương pháp giao dịch nào đó. Với cá nhân tôi không. Tôi thấy là những cái con người thành công trong thị trường này, và tôi thấy cái bản thân tôi có một cái phương pháp giao dịch ấy, là cũng nhờ mình tập trung vào một thứ. Khi các bạn tập trung vào một thứ thì các bạn sẽ thấy được là những cái dấu hiệu, những cái chuyển biến của thị trường thông qua những cái bộ phương pháp đó. Và nếu mà các bạn hiểu một cái bộ phương pháp sâu rồi, các bạn nhìn qua các cái bộ công cụ chỉ báo khác nó cũng tương tự, nó cũng thể hiện được điều đó. Thông thường những cái bộ công cụ chỉ báo có nghĩa là nó sẽ dựa vào giá, dựa vào những cái cây nến, dựa vào những cái gọi là sự mua bán dữ liệu của quá khứ để đưa ra cái dự phóng cho tương lai. Nên ví dụ khi mà trong thị trường tăng giá thì các cái công cụ chỉ báo nó đều cho các bạn thấy là giá nó sẽ tăng, đúng không? Trong thị trường giảm giá thì công cụ chỉ báo nó đều cho thấy là dấu hiệu của giảm giá. Nhưng trong thị trường sideways thì bộ công cụ chỉ báo nào nó cũng nhiễu loạn cả. Thì nhiều bạn cứ áp dụng vào đây, cứ đòi mua, đòi bán, nhưng mà đâu biết rằng là thị trường có một giai đoạn sideways nữa, đúng không? Giai đoạn sideways thì mình cần phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái phương pháp giao dịch cho nó phù hợp. Thì các bạn lại không, rồi các bạn lại giao dịch bốc đồng nữa, đúng không? Các bạn thấy là khi tôi hướng dẫn, tôi muốn nói thật với các bạn là kiến thức trên mạng có hết các bạn. Kiến thức trên mạng có đầy, nhưng quan trọng là ai giúp các bạn sửa mình, ai giúp các bạn chỉ điểm cho các bạn những lỗi sai. Bởi vì thông thường các bạn không biết những cái lỗi sai. Thì cách của tôi nói thật các bạn là nhiều cái khóa học ở trên mạng, các bạn quảng cáo là sở hữu phương pháp nào đó kiếm tiền thành công, hay là có thể kiếm được tiền dễ dàng, học xong kiếm được tiền ngay. Toàn những cái lời nói sáo rỗng, không thực tế. Trading đòi hỏi một cái con người, họ có cái khả năng phát triển chiều sâu tâm thức các bạn. Họ biết đâu là đúng, đâu là sai, cần hoàn thiện những điểm nào, cần nhìn ra những cái sai lầm của mình. Lúc nhìn vào nó đau lắm, nhưng mà phải nhìn vào. Còn không nhìn vào nó cứ vậy thôi. Đấy. Nên cái kênh YouTube này là tôi chủ yếu định hướng về đầu tư là nhiều. Nhưng tôi thấy có nhiều anh chị các bạn hỏi về trading quá, thì hôm nay tôi làm một cái video về trading chia sẻ cho các bạn. Làm sao để có thể kiếm được tiền, đúng không? Quay lại chủ đề này. Đấy. Nên phương pháp thì tôi nói là các bạn là không có phương pháp nào tối ưu hết. Nhưng nếu các bạn đào sâu vào thì các bạn sẽ biết được cái phương pháp phù hợp, và các bạn sẽ hiểu được cái phương pháp đó. Chọn một cái thôi, đào thật sâu vào các bạn. Rồi nên chọn bộ công cụ chỉ báo nào để học tập thì cũng tương tự, chọn một bộ công cụ thôi, đào sâu vào thì các bạn sẽ thấy. Chứ đừng có thấy tôi dùng cái này rồi một cái người khác họ dùng bộ khác rồi các bạn cứ đi tìm. Nhưng mà thực tế là một cái người trader mới họ thường hay đi tìm những cái như vậy. Thông thường sẽ tìm một cái thời gian trải nghiệm đủ lâu thì sẽ biết nên cần gì. Các chị không? Nên là thường á, các anh chị biết là cũng có rất nhiều những cái tổ chức họ tìm đến cái kênh Tuệ Trading này, họ cũng nhờ tôi đi chia sẻ cho những cái đội nhóm của họ. Có rất nhiều tổ chức nha các bạn, họ cũng làm về trading á, rồi họ cũng làm về những cái gọi là nhóm cộng đồng. Thì trong một số leader mà họ làm cộng đồng á, thì cái kiến thức trading họ yếu á, họ cần được đào tạo. Thì cá nhân tôi không đào tạo như vậy, tại vì tôi thấy mà làm như vậy á, nó cũng chẳng mang lại giá trị nhiều các bạn. Bởi vì những người đó họ chỉ muốn học vài ngày thôi, thì học vài ngày nó khó lắm, khó mà có thể mà nhuần nhuyễn được. Và đặc biệt á, khi mà các bạn học mà trading các anh chị, thì các bạn lưu ý các bạn hãy học và đào sâu vào. Các bạn chịu khó tách mình ra khỏi đám đông này. Tôi là tôi tách ra hết, tôi không có nhìn một cái dự phóng nào của người ta ở bên ngoài hết. Tôi chỉ toàn tự tôi mò mẫm thôi. Thì khi mà mình làm như vậy, mình thấy là mình chủ động hết, thị trường đi sao mình cũng có giải pháp. Thì quay trở lại câu chuyện là nên chọn một cái bộ công cụ, thì các bạn cứ chọn một bộ công cụ nào cũng được. Ichimei, Ichimoku cũng được, RSI cũng được, hay MACD cũng được, hay những cái đường MA trung bình động gì đó cũng được. Hãy chọn một thứ, đào sâu vào nó, và hãy thực sự nghiêm túc về cái kế hoạch giao dịch. Bộ công cụ nhiều khi cho dự phóng đúng, nhưng các bạn vào lệnh lại sai, vôn lại lớn, rồi thua lỗ cháy, đúng không? Không stop loss. Đấy, vấn đề nằm ở chỗ đó chứ không phải bộ công cụ đâu. Nói thật á.
Rồi, đây là một cái câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều. Là nhiều bạn nói với tôi là em thấy trading nó khó quá. Em đang mất tiền. Em có nên tiếp tục nữa không hay dừng lại? Có anh chị nào đang rơi vào cái tình huống đó không? Nếu mà đang rơi vào có thể comment nha. Tức là bây giờ đang mất nhiều tiền quá. Bây giờ là không biết có nên dừng lại hay tiếp tục. Hay là bây giờ bỏ đi. Bây giờ thấy nó khó quá. Vào trading thì thấy bây giờ là tâm trạng nó không bình an. Thấy là rất là chán nản, rất là tuyệt vọng. Bây giờ cứ vào trade là thua. Chán quá. Rồi suốt ngày đi chửi do thị trường, do CZ, do này kia đủ các kiểu. Nhưng tôi nói các bạn nha, nếu mà các anh chị không nhìn ra cái lỗi do chính bản thân các bạn thì các bạn cứ mất tiền mãi. Thì quay trở lại cái câu chuyện á, là có nên tiếp tục không? Nên tiếp tục hay là dừng lại? Em đang mất tiền mà. Nên tiếp tục không? Đúng không? Thì đây là cái thứ mà tôi khuyên các chị này. Thực ra các bạn, nếu mà các bạn ý thức được một cái điều á, để vào có thể trading và đầu tư, nó đòi hỏi một cái quá trình dài. Đòi hỏi giống như cái việc các bạn học tập một cái nghề nghiệp mới vậy đó. Thì nó cần lộ trình 3 năm, 5 năm. Và cái lộ trình đó các bạn cần phải đi từng giai đoạn nào. Ví dụ như 3 năm đầu tiên, 2 năm đầu tiên, các bạn chỉ đặt mục tiêu là học tập và sống sót thôi. Thì lúc này các anh chị chỉ cần bỏ một cái số tiền rất là nhỏ vào trong thị trường, và mình học tập một cách thật sự nghiêm túc. Thì lúc này các bạn đâu có mất số tiền lớn đâu, đúng không? Nhưng mà cái cách tiếp cận của các anh chị sai thì các bạn mất rất nhiều tiền. Bởi vì là một người mới, khi các anh chị bước chân vào thị trường, khi các bạn bắt đầu giao dịch, thì cái câu chuyện các bạn mất tiền là câu chuyện hiển nhiên. Tôi sẽ lấy làm rất là ngạc nhiên nếu như các bạn mới vào thị trường mà các bạn kiếm được tiền. Đặc biệt mà kiếm nhiều tiền nữa, thì sau đó các bạn sẽ trả những cái giá nó rất là đắt. Trả những cái giá cực kỳ đắt luôn. Bởi vì là các bạn chủ quan, các bạn nghĩ rằng là mình tài năng rồi. Đặc biệt cái chết của rất nhiều anh chị là cứ nghĩ mình tài năng, cứ nghĩ mình là giỏi rồi. Mình không có kiến thức, mình không có kỹ năng, mình thắng chẳng qua là mình vào tại một cái giai đoạn thị trường nó úp thôi, mà mình nghĩ là giỏi. Hoặc kết quả của mình nó chỉ test trong được 1-2 tháng thôi, mà cứ nghĩ mình pro rồi. Thì sau đó các bạn sẽ trả những cái giá rất là đắt. Thì lời khuyên chân thành của tôi dành cho các anh chị đặt cái câu hỏi mà nên tiếp tục hay dừng lại, thì các bạn cần phải ngồi xuống, list down ra, lên một cái kế hoạch dài hạn cho cái việc học tập. Đừng bỏ tiền vào. Khi các bạn tập trung vào cái việc học tập, các bạn không bỏ tiền vào thì các bạn đâu bị mất tiền đâu. Đâu mất tiền thì hãy cứ tiếp tục chứ. Các bạn hãy hình dung xem này. Các bạn muốn có một cái nghề nghiệp, ví dụ như bác sĩ, kỹ sư, hay một cái công việc mà quản lý cấp cao nào đó, các bạn thấy là các bạn phải bỏ 3 năm, 5 năm trời các bạn đi học. Sau đó các anh chị cần phải mất khoảng tầm 5 đến 7 năm, thậm chí 10 năm cho cái việc các bạn hoạt động làm việc trong lĩnh vực đó. Rồi lúc này các bạn mới có kinh nghiệm thì mới vào được những cái công ty họ tuyển những cái vị trí quản lý cấp cao. Và các bạn quan sát kỹ đi, những cái người họ làm quản lý cấp cao á, thì toàn là đầu hai thứ tóc rồi, bạc rồi đúng không? Thì mọi thứ nó cần, sau kiến thức nó cần có kinh nghiệm và trải nghiệm nữa. Thì lúc này những cái thứ đó nó mới biến thành kỹ năng của các bạn. Nên các bạn không thể nào đốt cháy giai đoạn được. Nên tại sao là những anh chị mà họ đi với tôi trong cái thị trường mà đầu tư á, các bạn biết là tôi yêu cầu họ đi ít nhất là một năm. Bởi vì khi mà một năm trải qua những cái hình thái như thế này của thị trường nè, thì mới thực sự là hiểu được thôi. Hiểu được kiến thức về thị trường thôi. Chứ còn mà những ai mà nói hứa mà giúp các bạn có thể kiếm được tiền ngay, là tôi khẳng định là những lời nói đó nó sáo rỗng. Những lời nói đó chủ yếu để bán khóa học. Những lời nói đó chủ yếu là để cho các bạn vào để họ được mục đích gì đó. Xong rồi thôi. Cái kênh YouTube này là một cái nơi tôi sẽ chia sẻ nó sự thật. Tôi có rất nhiều những cái anh chị em ở những cái sàn giao dịch, những cái dự án nhắn tin cho tôi nhiều lắm. Nhắn tin kiểu là anh có hợp tác hay không. Ví dụ này, tôi xin phép tôi ở đây là trong group thôi, tôi che lại thông tin này, tôi che lại thông tin này. Giống như là hello bạn, mình đang có một cái dự án là marketing cho sàn giao dịch gì đó, tôi xóa đi, để mở rộng thị trường ở Việt Nam. Không biết bên bạn đã làm dự án nào chưa. Thì tôi trả lời luôn là mình không nhận marketing cho bất cứ một cái sàn giao dịch nào. Thậm chí Binance trên này mình cũng còn không để mà.
Thì tôi chỉ muốn nói với các anh chị ấy, là ở trên này nó sẽ là một cái nơi chia sẻ nó chân thành nhất, nó thực nhất những kiến thức về trading và đầu tư. Thì câu chuyện là làm việc gì khó mà khi các bạn có được cái sự nỗ lực, một cái quyết tâm cao mà các bạn vượt qua được thì các bạn sẽ có thành quả. Nên tôi thấy là gì, có thể làm được với cái việc các bạn có một cái lộ trình rõ ràng và hiểu được năng lực thật sự của các bạn. Các bạn biết các bạn có thực sự có năng lực không? Có thực sự đam mê không? Thì chính các bạn mới trả lời cho câu hỏi nào được thôi. Giống như tôi đã từng mất rất nhiều tiền từ trading và đầu tư, nhưng sao tôi vẫn cứ tiếp tục? Bởi vì tôi thấy là thị trường này nó sẽ phát triển tiếp tục 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa. Và cho dù sau này khi mình có già đi thì thị trường này nó vẫn còn, và khi đó trí tuệ mình phát triển lên thì mình sẽ sống tốt với thị trường này. Thì mình cứ học tập thôi. Đó, thì cứ như vậy. Các bạn có nhìn thấy được những điều đó không? Còn nếu các anh chị không thấy được điều đó, các bạn thấy thị trường này không phù hợp, thì tốt nhất các bạn rời đi, rời khỏi thị trường thì đỡ đau thương, đỡ mệt mát. Đó. Hoặc các bạn có thể chọn cái vị thế đầu tư. Trời ơi, đầu tư dễ lắm. Đầu tư các bạn nhớ kỹ là hãy đầu tư theo chu kỳ thị trường. Những cái video ở trước á, đặc biệt là trong cái chuỗi video về ở đây này, về cái tư duy và chiến thuật đầu tư, các anh chị chịu khó xem đi. Tôi nói các bạn là nó một cái chuỗi này kiến thức nhiều lắm, mà các anh chị không xem thì chịu thôi chứ sao giờ, đúng không? Đấy, tôi làm cái video này các bạn biết là mất bao nhiêu công sức và tâm huyết, mà các bạn không chịu xem nữa thì sao phát triển được, đúng không? Đấy, nên câu chuyện là tiếp tục hay không phụ thuộc vào chính các bạn. Quyết tâm thì vượt qua được, cần một lộ trình dài, cần một quá trình dài học tập. Mình đi làm, mình có một cái nghề, mình học tới 3 năm, 5 năm đầu tư cho việc học. Thì tôi hy vọng cái video này nó giúp ích được cho các anh chị. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn có thể cho mình một like, để có thể là kênh YouTube nó được nhiều người biết hơn nhé. À, đặc biệt nữa này, ở đây là những anh chị nào mà các bạn chưa đăng ký cái kênh thì các bạn đăng ký nha. Bởi vì khi các bạn đăng ký thì những cái video mới ra thì nó sẽ thông báo cho các bạn, để các bạn có thể xem được. Thì hy vọng cái chuỗi video này giúp ích được nhiều cho các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video ở phía sau. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.